rồi. Úi dồi ôi, con này to anh em ơi. Trời ơi, con này to anh em ơi. Đấy, con này to. Rồi, sợ ý làm sao đây. Sợ ý làm sao. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Fishing nha. Hôm nay trời thì mưa phùn ẩm ướt quá anh em ạ. Các bác nhìn thấy đường chân trời mưa mờ mịt hết luôn. Đây, hôm nay anh em ta sẽ quay vẫn là quay trở lại cái lỗ này đánh các bác này. Đấy, lỗ huyền thoại đây. Em mới đục thêm một cái lỗ ở bên trên. Đục thì cũng là đục hai hôm trước này các bác ạ. Hôm nay mới quay lại câu. Có nhìn con cá rô nó hay đục ở đè chân bèo kìa. Vị trí này nó đẹp quá nên là cũng thích đến đây câu anh em ạ. Phong cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Đây các bác này, hôm nọ thì em đục một cái lỗ nó ở góc này. Đấy, chính xác là cái lỗ trên này nha. Đấy. Không cầu lỗ to này nữa. Lỗ to này nhiều lúc nó thoáng quá, cá nó nhát. Anh em ta sẽ đánh ở lỗ trên gần cái thìa cọ là cá nó không nhát này. Đây, em sẽ lấy thính xả cá rô xả nó vào cái ổ nó thì mới dụ được cá vào các bác ạ. Sau rồi anh em ta xả sẽ đánh mồi tép ươn các bác nhá. Là nhạy nhất. Các bác ơi, chỗ sầu bắt đầu thấy cá nó lách tách vào kìa. Đấy anh em nhìn chưa, cá rô con đấy. Đấy những chú cá rô con nó đã vào, nó tỉa mồi bên trên. Tính này đấy, có nhìn không? Cũng có kìa. Đấy anh em nhìn chưa. Chưa xuống mồi luôn coi nhá, cá vào thông với nhanh đấy. Đã có tín hiệu cá rô con nó vào rồi anh em ạ. Rất là vui. Anh em ta xả ổ thì cá nó gom vào rất là nhanh các bác nhé. Đánh này phải xả ổ thì nó mới gom được cá. Căn lại chỉnh lại cái phao đó. Hôm nọ nhìn thấy quả phao này mút thích quá, vẫn thích đánh phao này. Nó tuy hơi to một tí nhưng mà nhìn vẫn rất là thích. Anh em ta đánh mồi tép nhé. Tép này là anh em cứ phải cái loại nó ươn ươn một chút. Mà là tép đồng ấy thì câu sẽ nhạy hơn. Tép ươn mà là tép đồng. Rô này rất thích ăn rế mới lại ăn tép. Ở chỗ em được cái rế thì không có, như tép thì bao lao luôn. Rồi. Đây rồi anh em ơi, con này to. Trời ơi, anh em thả cái đi ngay. Chà chà. Chú này đẹp anh em ạ. À, chà chà đâu. Đấy, anh em ta thả nó vào đây nha. Đẹp quá anh em ạ. Để cho rùa con rồi anh em ạ. Đây rồi. Úi ôi, con này to anh em ơi. Trời ơi, con này to anh em ơi. Cứ tưởng rùa con cơ. Cần cậu không lên anh em ạ. Cậu không lên, lên đây. Mày vào đây. Trời, khiếp khiếp. Con này phải nói là khiếp khiếp anh em ạ, to đấy. Này, mới nhìn bàn tay của em này, cứ tưởng là cá bé cơ. Con này gỡ cẩn thận quá, mất thì tiếng lắm.
Wow. Anh em ơi, con này phải wow quá, bao con này to nhỉ, đóng thẳng vào mồm. Đấy, phê chưa các bác này, quá đẹp. Wow, con rô to. Đấy rồi, đấy rồi. Đấy rồi. Thêm một chú nữa các bác ạ. Đẹp đấy. Anh em nhìn những chú rô này. Rô này đầu dẹt nha. À. Nó còn chưa ăn được hết mồi luôn các bác ạ. Mồi hãn dính đây. Cầu tiếp luôn. Mưa quá rồi. Đi đi nè. Đây rồi em ơi. Đi nè. Đây rồi em ơi. Đẹp đẹp. Con này đẹp đấy. Ủa vướng quá, nó kho vướng cái ô nha em ạ. Đây. Đây anh em ơi. À, về quê mà anh em đặt giật những chú cá rô đồng nó tươi rói rõ này, các bác bảo có thích không? Quá thích luôn anh em nhỉ. Đấy, tuổi thơ của anh em ở nông thôn thì gắn liền với những con cá rô này các bác ạ. Rất đẹp. Bằng ươm. Anh em các bác đây. Bằng này là cắm đầu lắm đấy. Con gai là gai. Rồi. Rồi, lại thêm một chú nữa vào thùng các bác ạ. Cho lỗ này nhá. Tiếp tục dậy.
đây rồi, đây rồi. Rồi mất rồi, con đẹp quá. Giờ nó dậy kinh quá. Thực ra là em đang muốn quay cho anh em xem con cá một lúc, nhưng mà nó dậy rơi mất. Nhiều bác về lại chửi bảo cứ suốt ngày trình diễn. Nhưng mà muốn quay cho anh em xem con cá to đẹp đang cầm quẫy căng quá. Mất một con. Hôm nay em chơi lưỡi to hơn hôm nọ các bác ạ. Nên là tự tin cầm nó mà không ngờ nó vẫn bong được. Không ngờ vẫn bong được ta. Đây rồi anh em ơi. Đấy, con này đẹp. To 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 anh em ơi. À. Wow wow, con này đẹp đấy anh em ơi. Đẹp to. Ủa với cái ô các bác ạ. Ôi cái ô. Rồi 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 rồi. Rồi anh em ơi. Đấy, rô nó phải thế này chứ. À. Này cá ăn ngon đấy các bạn, ăn sống đấy. Chân tay bẩn hết rồi các bạn ơi. Ồ, chính là dập mấy cá rô này, hay các bác ạ. Đấy rồi. Ê, trời. Đây rồi, lại một nhóc nữa các bác này. Còn tươi. Qua lại. Đấy, lại một nhóc nữa còn tươi.
Đây rồi. Đấy, chà 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 chà. Đấy. Con này đẹp. Lên đây, lên đây. Vướng cái ổ quá. Lên đây. Này, con này thải ươn luôn các bác này. Con này cho con đực rồi nó thải đoàn. Dễ đẹp đấy. Vào đây. Vào đây. Này anh em này, dù này có bao nhiêu thích chưa? Ngày xưa cái bọn rô này hồi bé nó nhiều lắm các bạn ạ. Trời mưa nó rạch những ruộng khoai đầy. Thời đấy ăn nhiều quá chán, giá nó rất là rẻ, chẳng ai mua ấy các bạn. Bây giờ hiếm thì ra giá lại đắt. Đi trước cái loại này trên ruộng khoai đầy các bạn ạ. Cứ mỗi mùa mưa là nó rạch những cái rỗng rau khoai ấy. Cứ đi xét cái hàng trộm cá rô này. Bây giờ thì hiếm. Hiếm có khó tìm thì giá lại cao. Bọn này cắm đau lắm. Đây, anh em nhìn cá nó vào, đớp cái cám ở trên miệng rất là nhiều. Nặng mưa. Đấy rồi, đây rồi anh em ơi. Wow, đẹp quá. Mưa gái cắn mạnh hơn hẳn. Vào đây, vào đây. Cá này là cá xịn. Qua nhìn thấy rô đồng cái này có thích không? Dày, dày quãng. Này không phải rô đầu vua mà kiểu như là rô tai ngày xưa ấy em.
Đấy, con này to. Đây rồi. Đây rồi. Dẫy làm sao được. Dẫy làm sao được. Đấy, các bác nhìn con này nó lưỡi đóng sâu thì không thể dẫy được. Phê quá các bác này. Các bác nhìn thua đồng phê chưa? Quá phê. Này anh em ơi, to này cơ mà. Đấy. Quá đã luôn các bác ạ. Phù phù phù. Trời ơi. Các bác nhìn rồ phê chưa? Đây rồi các bác ơi. Một phát chìm luôn. Đây anh em nhìn này, rô này, nó mút phá là nó chìm nghỉm luôn. Đúng là giống cá rô đồng nó khác các bác ạ. Đấy. Đây rồi anh em ơi. Các bác ơi, phê chưa? Còng còng còng. Đẹp thế này chứ. Rồi các bác, mưa gió anh em ta dã một con rô đẹp nhé. Tươi tói rói luôn. Này giá nằn ngòn. Rô đẹp quá. Bẩn quá anh em ạ. Này các bác nhìn cái chân của em này. Một đống đất luôn. Sợ thật. Cày. Vợ con ở nhà đâu biết cảnh này. Các bác nhìn đây. Đụng bắn nó to rồi. Ôi dồi, nó bẩn. Các bác nhìn đây. Con hàng khủng hơn. Ôi con to này, các bác nhìn này. Toàn tươi rồi rói. Được mười mấy con em tính thôi mà. Những con to này khoảng 5-6 con to. Con nhỏ kìa. Đây. Con này phê nhất. Wow, con này phê nhất nha. Phê chưa? Ôi anh em ơi, con rô đồng như thế này phê chưa? Một cái lỗ mà anh em đánh đằng mà nó để nói nó tụ lại được như thế này là quá ác ấy. Quá ngon luôn. Trời. Những con này về gán này, thế phải. Quá ngon anh em ạ. Sướng nhất là con này giọt sướng nhất. Đây coi những con này giọt sướng nhất. Quá phê luôn. Các bạn nhìn. Đã thế này cơ. Anh em đã này các bạn. Sáng nay đi thì em cũng mua cái niềm các bạn. Mua cái niềm mới để đục mấy cái lỗ. Mấy nữa anh em sang câu thì nó đỡ bị vướng một cỏ. Cái ở đây cỏ nó nhiều lắm các bạn. Nên là cứ giật cứ mất lưỡi. Bữa em giật cái phát cuối nó dính vào cọng cỏ. Thế là mới mất lưỡi mất phao. Chứ không vẫn câu tiếp. Làm cái chỗ để chơi. Nga mới đi cày
Ở nhà thì vợ đâu biết cảnh này. Cày xong về tí được cá về lại phải tự làm cá các bác ạ. Thì không ai làm cho đâu. Anh em lần câu hơi vất vả. Đó. Ok, em ra bụng rồi. Em vừa đi em vừa nhìn ở một cái chỗ này. Chỗ này nó giáp bèo mấy cái phần cỏ thì cá nó hay ở đây nhất các bác ạ. Nên đục cái lỗ này nó ok nhất này. Sướng nhiều dễ lắm. Đó, được một cái lỗ đẹp nữa các bác ạ. Cái này nước chỗ này sâu phết đấy. Ui, chỗ này sâu lắm anh ạ. Cái này vẫn còn đánh nục được cái đùa. Anh em ơi, như thế là đục được hai lỗ để hôm nào tới đây câu các bác ạ. Bây giờ anh em tao thu đồ về các bác nhé. Hôm nay mất một quả phao không câu nữa. Đây là thành quả của em luôn. Này gạn bớt nước đi cho anh em xem cá nhé. Bớt nước sạch cho nó nhàn các bạn. Nhiều cá quá. Đây anh em ơi, cá này. Wow, ngon chưa? Các thấy những con rô như thế này có đã không? Quá ngon nhỉ. Xem nào, hai hơn chục con các bác ạ. Như này buổi đi câu cũng rất là ok và mãn nhãn rồi. Anh em ta về nhá, về rán thôi.